Top 7 quán ăn tại Đà Nẵng siêu ngon, có view nhìn thẳng ra cầu Rồng, bạn nhất định phải thử. 1. Ngõ Bia nằm trên con đường người nhìn Nguyễn Văn Linh. Yêu ái đưa nó lên đầu danh sách với độ uy tín và chất lượng thì khỏi phải bàn. Hơn 100 sao đánh giá trên nền tảng Foodie. Quán có đến gần 50 món ăn đa dạng khác nhau. Đến đây thì recommend cho mọi người thử món chả giang Huế ngon ngất ngây nhé. Thứ 2, Dân Dã Quán. Mình thấy đây là cửa hàng ruột của Kha Khá Cánh Mèn Rau ở Đà Nẵng. Ở đây nổi nhất là món đuông dừa lội sông và ếch nước muối với độ dai vừa phải, thơm béo ngậy của mùi nước cốt dừa và sữa. Thứ 3, bún đậu mắm tôm 180. Du khách ở các nơi đổ về đây thưởng thức món bún đậu mắm tôm nhiều lắm, phần tốt đi tươi và vô cùng đầy đặn, giá trị từ 10k. Thứ 4, mì Sứ Quảng. Tiệm mì nhỏ xinh nằm ở trên con đường Phan Đăng Lưu. Bát mì ở đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa những sợi mì to mềm dẻo, thơm mùi gạo xay với những phần topping được lên đến đậm đà. Thứ 5, bánh trắng thịt heo Hoàng Tím nổi tiếng nhất nhìn đến rất thích linh. Tại đây bánh trắng cuốn được kết hợp với nhiều loại thịt khác nhau, thịt tươi mà tầm ướp dễ ăn lắm nhé. Thứ 6, 91 quán ăn vào kiểu Lào. Với vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm quận Hải Châu, quán ăn vào 91 có diện tích khá rộng cùng với lối thiết kế hiện đại chỉnh chung vừa về check-in sống ảo. Món best seller ở đây là chân gà béo múc, ốc biêu và dưa Lào. 7. Nướng Cay. Như cái tên, các món ăn ở đây được tẩm ướp với gia vị cay xe từ ớt tươi hoặc ớt bột. Đặc biệt, phần lẩu bò nướng ớt là món ăn được đông đảo người lựa chọn, giá chỉ từ 20 đến 89 nghìn. Lưu lại ngay top 7 quán ăn ngon này và đừng quên follow hai chiếc nhé.